Gà là thực phẩm cung cấp chất đạm động vật phổ biến trong cuộc sống. Gà có thể chế biến được rất nhiều món ăn khác nhau. Ngoài những món truyền thống như gà hấp, gà rang, gà bó xôi, thì chúng ta cũng có thể biến tấu thành những món ăn lạ miệng cho tất cả các thành viên trong gia đình cùng thưởng thức. Ăn quá nhiều những món truyền thống từ gà dễ khiến chúng ta cảm thấy chán ngán, đặc biệt là các bạn nhỏ. Chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp gà với các loại rau củ quả để phù hợp với biến tấu, đổi món, đổi vị cho gia đình. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Ngon và Lành. Có chị em phụ nữ nào mà sẽ gặp khó khăn trong vấn đề là tìm những món ăn ngon cho trẻ hay là thay đổi khẩu vị cho các bé nhà mình để có một món ăn vừa đầy đủ dinh dưỡng và các bé có thể thay đổi khẩu vị và các bé dễ ăn hơn không ạ? Trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay, Hải Huế sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn rất quen nhưng cũng rất lạ. Vâng ạ, và món sushi trong chương trình ngày hôm nay sẽ là sự giao thoa của ẩm thực của rất nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, sự thay đổi khẩu vị này sẽ tạo ra một sự thú vị và đổi vị cho các thành viên trong gia đình. Và trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay, Hải Huế xin trân trọng giới thiệu anh Quốc Đông thuộc Hội đầu bếp Hoàng gia sẽ giới thiệu cho chúng ta về món sushi này nhé. Rồi. Món sushi này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là nguyên liệu chính thì sẽ là xôi. Và thay vì lá rong biển của sushi Nhật thì mình sẽ dùng lá nem cuốn. Đó. Và nguyên liệu cuộn ở trong sẽ là thịt gà. Nó lại đặc biệt hơn là mình sẽ có các loại quả để mình phủ lên trên làm một cái lớp ngoài của món sushi này. Các loại quả đúng không ạ? Và vẫn có những cái loại nguyên liệu rất là truyền thống như là cà rốt hay là dưa chuột đúng không anh? Đúng rồi, cà rốt, dưa chuột thì mình sẽ làm nhân để cho nó có màu sắc đẹp hơn. Dạ. Chúng ta đã nghe nói nhiều đến món sushi, cơm cuộn, kimbap, nhưng món xôi cuộn gà có lẽ ít người biết đến. Món ăn này là sự kết hợp của các loại nguyên liệu truyền thống của món cơm cuộn như dưa chuột, cà rốt, rau xà lách, mayonnaise. Nhưng nó là món cuộn gà nên nó sẽ không có xúc xích mà thay vào đó là thịt gà. Thịt gà sẽ không hợp với rong biển nên sẽ được quấn bằng lá nem và bên cạnh đó còn có xôi nếp nương dẻo bọc ở ngoài. Đặc biệt, món ăn này sẽ có thêm một lớp hoa quả tươi cuộn ở bên trên. Đó có thể là bơ hoặc xoài. Nếu ăn kèm với xoài, sẽ khiến cho nhiều người có cảm giác nó giống với món xôi xoài của Thái Lan. Khi ăn thì ăn kèm với nước tương hoặc sốt mayonnaise đều rất hợp. Đầu tiên thì chúng ta sẽ rải cơm lên phần lá lem. Dạ. Để cho cái lá lem này nó giữ cái phần xôi nó không bị xê dịch. Vâng. Sau đó thì ta lật ngược lại cái lem, bánh đa lem đấy. Dạ. Để ta đặt miếng thịt gà này, nguyên liệu này, thịt gà này, rau xà lách, dưa chuột và cà rốt. Sau đó thì ta khéo cuộn cái nguyên liệu đó lại. Gói coi như là xôi là ở phía ngoài, nguyên liệu sẽ nằm ở phía trong. Sau đó thì ta cuộn tròn lại và khi nó định hình là một cái thanh tròn rồi thì ta sẽ gọt củ quả này, ta sẽ phủ lên trên cái thanh xôi đấy. Sau đó ta cắt ra miếng nhỏ để ta sử dụng. Hay biết là những cái loại quả như là xoài hay là bơ ấy, ăn kèm với các cái món cuộn, món cuốn hay là sushi thì đều rất hợp đúng không anh? Dạ vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ phải tiến hành một bước đầu tiên đấy là lọc gà đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ, và bây giờ thì mời quý vị và các bạn hãy cùng với Hải Huế và anh Quốc Đông, chúng ta hãy tiến hành các cái bước để thực hiện cái món sushi gà này quý vị nhé. Mình sẽ chọn cái đoạn giữa đúng không ạ? Đoạn thẳng. Sau đó thì mình thái chân hương. Vì nguyên liệu mình nhiều loại, thành ra là khi mình làm nhân thì mình chỉ cần cho mỗi thứ một chút vào trong này thôi. Dạ, chúng ta có 3 loại nguyên liệu rồi đây. Rau xà lách thì ta cũng thái nhỏ để ta cho vào khi... Đúng rồi, đúng rồi. Thì ở trong nhân thì mình sẽ có cả màu xanh lẫn màu đỏ. Dạ. Đó.
mình sẽ làm với quả bơ đây đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Đến phần này anh sẽ kết hợp giữa xôi và quả bơ. Chút cà rốt để lấy màu. Chút dưa chuột. Dạ. Và thịt gà. Và chúng ta cuộn lại đúng không ạ? Bắt đầu ta cuộn lại. Tay ba ngón tay còn lại mình sẽ giữ nguyên liệu để cho nó không bị trôi. Đó, thì mình sẽ giữ mình cuốn nó lại. Ấn cái đầu mép xuống. Đấy, để cho nguyên liệu ở phía giữa của cuộn sushi của mình. Lăn thêm một vòng nữa. Wow. Là nhìn miếng... bước này có vẻ khó nhất đấy ạ. Là miếng nhân của mình nó sẽ nằm ở giữa. Dạ. Đó. Đó, mình mở ra là nó sẽ định hình như này. Dạ. Làm sao cho nó chặt nhất ạ? Đấy. Khi mà mình cuộn vào mình hơi ấn tay nhưng mà không được chặt quá, ấn mạnh quá là thành bị lén mất. Dạ. Đó. Vuốt là cho nguyên liệu đều. Dạ. Đó, ok. Và mình cắt ra mình để co thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Đây, đến lượt phần này là xong, bây giờ ta sẽ phủ nhân củ quả lên trên. À. Phần sushi này anh sẽ làm vào quả bơ để phủ lên trên. Dạ. Mình sẽ chọn quả bơ chín. Nên chọn quả bơ chín để nó sẽ bớt đi cái độ chát và nó mềm thì mình sẽ dễ làm. Dạ. Thì khi quả bơ nó chín thì cái phần vỏ này nó sẽ rất là dễ tách. Đó, ta được quả bơ. Sau đó mình cũng thái mỏng. Dạ. Mình nhẹ tay và mình đặt nguyên liệu bơ lên trên cuộn xôi. Sau đó mình lại phủ ngược lại ni lông. Nó lấy mảnh sushi, ta lại định hình miếng bơ cho nó dính chặt vào xôi. Rồi, khi ta cắt xong thì ta sẽ định hình lại để cho miếng xôi của mình nó được đẹp hơn. Dạ. Bí quyết để làm món xôi cuộn gà hay còn gọi là món sushi là chúng ta phải có từng loại nguyên liệu thật ngon. Đầu tiên là chọn gà. Gà phải là gà ta, gà vừa tới, không quá già, không quá non. Các phần của con gà đều có thể dùng làm món sushi, nhưng ngon nhất vẫn là phần thịt lưng cổ. Món xôi cũng phải dẻo và mềm, thơm, thường thì gạo nếp nương sẽ hợp hơn cả. Xôi phải đồ 2 lần. Các loại gia vị khác chúng ta có thể dễ dàng tìm và kết hợp trong món ăn này. Như vậy, món sushi gà là một món ăn đầy đủ thành phần dinh dưỡng. Nó là chất đạm từ thịt gà, tinh bột từ xôi, vitamin khoáng chất từ rau củ. Món ăn này còn có chất béo từ thịt gà và nước sốt chấm kèm. Chỉ cần ăn một vài miếng là có thể thay thế một bữa ăn chính, phù hợp với cả ăn khi đi picnic hoặc ăn thay bữa chính của gia đình. Nó không chỉ lạ mắt, lạ miệng, mà còn là sự kết hợp khéo léo về dinh dưỡng. Thịt gà là loại thực phẩm yêu thích của chị em nội trợ, do thịt gà cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo. Theo chuyên gia, thịt gà có giá trị dinh dưỡng, năng lượng cao hơn thịt đỏ, là nguồn protein tuyệt vời, ít calo và chất béo bão hòa trong thịt gia cầm sẽ tạo nên một món ăn tốt cho sức khỏe. Bên cạnh thịt gà thì gạo nếp cũng là một thực phẩm chứa nguồn dinh dưỡng độc đáo bao gồm protein, vitamin và khoáng chất. Ngoài ra, nó còn chứa chất xơ nhưng không nhiều như gạo lứt và các loại gạo trắng khác.
Cụ thể, giá trị dinh dưỡng của 100g gạo nếp bao gồm nước 76,63g, chất đạm 2,2g, chất xơ 1g, carbon hydrate, đường 0,05g. Ngoài ra, nó còn chứa rất nhiều các khoáng chất như canxi, sắt, magie, photpho, kali, natri, kẽm, đồng, mangan hay selen. Những loại vitamin như vitamin B6, vitamin E. Ngoài ra, món ăn này còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất trong rau củ để làm món xôi quặn, nên nó sẽ là một sự kết hợp dinh dưỡng tuyệt vời. À vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau rất là nhiều những công đoạn chuẩn bị nguyên liệu và khâu chế biến thì chúng ta đã có một đĩa sushi gà ở đây rồi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà khi mà tiến hành làm thì đúng là cái khâu mà phủ hoa quả chín lên thì Hải Huế thì rất là khó ạ. Và bây giờ là đến một cái phần mà Hải Huế rất là thích đây, rất là háo hức đây, đấy là mình sẽ nếm thử xem là cái loại sushi đặc biệt này nó có cái hương vị như thế nào ạ. Dạ. Mình cứ thấy mình cầm và mình ăn thôi đúng không ạ? Dạ, em sẽ chấm thêm một chút xì dầu nữa để cho thêm vị. Sẽ ăn kèm với xì dầu đúng không? Đúng rồi, mình sẽ chấm miếng thêm miệng, xì dầu. Dạ. Rồi, mình sẽ ăn sushi này thì mình sẽ không cắn miếng nhỏ mà mình sẽ đặt tất cả miếng nguyên liệu vào mồm để khi mình ăn, mình nhai thì tất cả các hương vị nó sẽ quyện vào nhau thành một miếng thì ăn nó sẽ rất là ngon. À vâng ạ, anh Quốc Đông ơi, như vậy là Hải Huế đã thử nếm cả hai vị rồi và cái hương vị của nó rất là đặc biệt và rất là ngon. Khi mà Hải Huế vừa nếm thì vừa cảm nhận ấy ạ, thì nó có cái vị chua chua, thanh thanh ngọt ngọt của xoài này, vị thơm, vị dẻo của xôi và đặc biệt của cái vị thịt gà thì nó lộ lên, nó rất là rõ luôn. Đúng rồi. Và đúng như anh Quốc Đông nói lúc đầu là anh cho Hải Huế ăn cái miếng về cái phần lưng đúng gáy, không anh? Đúng rồi, lưng nó gáy. Có phần mềm béo ngậy của da và phần ngọt của thịt gà nữa, tất cả nó quyện vào nhau. Và cái vị giòn giòn của các loại rau sống nữa rất là dễ ăn và rất là ngon quý vị ạ. Ở đây thì có hai vị để cho mình lựa chọn, nhưng mà Hải Huế thì sẽ thích cái vị xoài hơn. Và Hải Huế tin chắc rằng là cái món ăn này có thể là trở thành món ăn khai vị hoặc là món ăn chính. Đúng rồi. Đối với các gia đình, không chỉ phù hợp với các em nhỏ đâu mà phù hợp với cả những người trưởng thành nữa, thậm chí là người lớn tuổi cũng có thể ăn được đúng không anh? Đúng rồi. Và món ăn này là một món ăn cung cấp đầy đủ các loại vitamin và dưỡng chất, có chất tinh bột này, vitamin rau xanh này, chất đạm, chất béo đúng không ạ? Đầy đủ thành phần dinh dưỡng ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể chế biến món ăn này thành những món ăn mà cho các bạn nhỏ hay cả gia đình khi đi picnic, đi cắm trại đúng không anh? Đúng. Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Đông đã giới thiệu cho Hải Huế cũng như là quý vị khán giả một món ăn rất lạ nhưng cũng rất quen và đặc biệt một món ăn rất là ngon và hấp dẫn, đổi cái hương vị và thay đổi một cái góc nhìn mới, một cái cách chế biến mới để đa dạng dinh dưỡng và cho cả gia đình cùng thay đổi không khí vào mỗi dịp cuối tuần hoặc là mỗi dịp đi chơi chẳng hạn. Cảm ơn Quốc Đông và hy vọng rằng quý vị sẽ thực hiện món ăn này tại nhà và chúc các bạn thành công với món ăn này nhé.